Lúc đó là em mới chia tay người yêu cũ xong là mới bị người ta lừa hết một mớ. Đó xong rồi em lúc đó tâm trạng em không được tốt, em có tải cái app buồn. Đúng rồi, buồn lắm, gọi là có suy nghĩ hơi bị tiêu cực, nói chung là hơi bị tiêu cực luôn. Có những lúc mà mình nghĩ quẩn luôn á. Em tới chắc 4-5 người á. Dạ, bạn này chỉ là dự phòng thôi. Dự phòng thôi. Chính thức là tại vì biết sao mà em đồng ý quen anh không? Tại vì mẹ em với ba em thường nói á, chọn cái người nào mà có 10 đồng cho mình hết 10 đồng chứ đừng chọn người nào có 10 đồng mà cho mình 1 đồng. Trời ơi, tôi thốn tim luôn á, thật sự luôn á. Rồi, chào hai vợ chồng. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Đầu tiên là chào anh Quốc Thuận và chào chị Ung Dân. Em tên là Lê Nguyễn Minh Danh. Em sinh năm 93. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Công việc kinh doanh của em là kinh doanh online về sản phẩm là thú cưng. Thú cưng hả? Chút nữa là chắc chắn là có người gặp em nói chuyện đó. Để cho em thấy một bé thú cưng đang ở trong kia. Ủa nó nghe nè, nhưng mà thú cưng của em là những loại nào? Dạ cún thôi, tất cả các dòng cún. Rồi xin mời vợ. Dạ em chào anh chị. Dạ em tên Nguyễn Thị Trúc Linh. Dạ năm nay 33 tuổi. Dạ kinh doanh chung với chồng em ấy. Thì đương nhiên hai chồng phải phụ thôi chứ cái dạ. Này cực à ha. Dạ đúng rồi. Thôi giờ quay trở lại với cái chuyện mà hai đứa ngày xưa đó. Dạ. Cứ nhau nào mà gặp nhau nè. Lúc đó là em mới chia tay người yêu cũ xong là mới bị người ta lừa hết một mớ. Đó xong rồi em lúc đó tâm trạng em không được tốt. Em đang có tải cái app buồn. Đúng rồi, buồn lắm. Gọi là có suy nghĩ hơi bị tiêu cực. Nói chung là hơi bị tiêu cực luôn. Có những lúc mà mình nghĩ quẩn luôn á. Rồi xong rồi vô tình thì phát hiện được một cái app gọi là app hẹn hò. Tải cái app về thì đúng cái ngày mà em tải cái app đó thì giờ em cũng tải cái app đó luôn. Là tại cái sở thích của em mà lúc đó là cái gu của em á là con gái đeo mắt kiến. Vợ em bây giờ là hết đeo mắt kiến rồi. Bả cận nhẹ nhưng mà bả đeo mắt kiến ít lắm. Nhưng mà lúc bả chụp hình là bả sẽ đeo mắt kiến để bả che những cái khuyết điểm của bả trên khuôn mặt. Nhưng mà mình phải hỏi vợ là tại sao hôm đó em cũng lên em tải cái app hẹn hò đó về. Em có tâm trạng gì giống bạn này không? Đó đây, em định hỏi gì Trang chế luôn. Ồ vậy đó hả? Dạ cái app đó là con em tải lâu lắm rồi. Ổng nhắn tin với em. À bên này người ta tải lâu rồi. Bên này người ta tải lâu rồi. Là lúc đó mình phải trả lời như vậy thôi. Chị hiểu không? Thì là bé. Trời ơi bé bé ngộ nhận rồi bé. Bé ngây thơ lắm bé ơi. Bé cứ chờ tàn anh đứng đứng bên này là cùng ngày đúng không? Cùng ngày với mình. Giờ mới biết luôn, ở 8 năm rồi giờ mới biết. Bây giờ mới biết đúng không? Bí mật đã bắt đầu được bật mí. Bây giờ bật mí luôn đi. Dạ. Em đến tên chắc 4-5 người á. Dạ bạn này chỉ là dự phòng thôi. Dự phòng thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ là dính luôn. Trời ơi. Ôi thêm một cái mũi tên nữa. Rồi coi như là nhắn tin bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Cái này thì nhắn tin mới ngày đầu tiên. Bả nói định hẹn gặp bả để uống cà phê. Ngày đúng ngày hôm đó là bả nói là bị sốt. Mặt sưng tấy lên không có đi ra được. Sợ không có gặp. Nhưng mà nghe xong câu chuyện này chắc là bữa đó có hẹn với lại mấy anh kia nên trùng lịch nên số 1, số 2, số 3, số 4, em là số 5 thôi. Mà có đúng bữa đó là có bị sốt không? Dạ tại người thì em có mệt thiệt nhưng mà không có muốn gặp ai hết nên cũng từ chối luôn. Là không có gặp bốn mối kia luôn. Dạ. Không, cái này là có thiệt. Lần đầu tiên gặp ngoài đời thì cái người ngoài đời và cái người trong hình đó, avatar đó có giống nhau không? Ở trong nhìn hình nó hơi kiểu mà vợ em là có cái kiểu chụp hình là chụp nửa mặt bên đây không à. Không có chụp thẳng vô trong. Nên là khi gặp ở ngoài là gặp trực diện, gặp ở ngoài vậy nè thì thích mình hơn. Thích hơn. Em là một người hoạt ngôn, nói để người ta nghe thôi chứ mình không thích là mình nói xong rồi người ta nói lại nữa. Nên là đúng ngay gặp bà này là bà ít nói. Rồi gặp nhau lâu không? Gặp nhau bữa đó đi chợ đi ăn thịt đồ nướng. Lúc đó nói là rất là muốn tìm hiểu bà thêm. Đúng lúc ngày em gặp bà là ngày 15 tháng 11 2016. Tới đúng 15 tháng 12 2016 là chính thức quen nhau, là bả sau một tháng chờ bả tìm hiểu á, có một cái sự việc xảy ra làm bả quyết định bả mới chịu quen em. Lúc đó là trong người em chỉ còn 25.000 thôi. Cái ngày cuối cùng đó là trước khi mà bả chính thức nói quen nhau là còn có 25.000 thôi. Định chở bả đi mà xe hết xăng nữa, định đổ xăng xong rồi chở bả đi dạo vòng vòng rồi xong chở bả về. Thì lúc đó bả lại nói là bả thèm trái cây xô quá, chở ra cư xá Phú Lâm ăn trái cây xô. Lo không? Lo trong người nói không biết chơi tô trái cây xô nhiêu, hỏi em ơi tô nhiêu vậy, một phần nhiêu vậy, nói có 25.000 anh. Mình nhẩm 25.000 đủ rồi. Thôi em ăn đi tôi nhịn. Chở ra nó thôi em ăn đi tại anh không có ăn đêm. Anh không có thích ăn đêm với lại trái cây anh cũng không có thích nữa. Nhưng mà thật sự là con ăn trái em ăn trái cây rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại có 25.000 sao ăn đủ không? Kêu một phần rồi bạn ăn. Chở đi một chút xíu nói thôi bây giờ về đi. Không có đi xa nữa nha. Hôm nay mệt. Bà nói là sao mệt, bình thường chạy đi hết tới 2 3 giờ sáng luôn mà. Lúc đó bị ép quá phải nói tại trong người còn 25.000. 25.000 nãy em ăn luôn rồi. Đâu có tiền đổ xăng, xe hết xăng. Giờ chạy nữa là dẫn bộ. Cái bệnh cái qua ngày hôm sau quá mới suy nghĩ bà nói em á là chính thức là tại vì biết sao mà em đồng ý quen anh không, tại vì mẹ em với ba em thường nói á
chọn cái người nào mà có 10 đồng cho mình hết 10 đồng, chứ đừng chọn người nào có 10 đồng mà cho mình 1 đồng. Trời ơi, tôi thốn tim luôn á, thật sự luôn á. 25 ngàn, người ta có 25 ngàn, ta đưa hết luôn cho mình. Nhưng mà cái hôm đó, cái xô đó có chia cho nó miếng nào không, hay là nguyên cái xô đó mình ăn hết? Dạ, đưa mà với bộ không ăn, không ăn thì con hết, không ăn thì con hết. Đúng, tại vì nó không quen ăn cái cây mà ghê không. Nhưng mà hôm đó đó là trong người của em có tiền không? Dạ có. Thì sao không đổ xăng cho nó? Dạ, để em nghe thử có nó xạo không, sao biết được. Người ta nói người ta còn 25 ngàn, đúng thiệt 25 ngàn. Sợ người ta nó xạo, ta keo. Đêm đó là cứ để ông đi về mình luôn. Trời ơi. Lúc đó quen được một tuần lễ thì em mới nói với bả là, lúc đó em xạo với bả là nói là anh đi làm về trễ, ba mẹ có việc gấp ở nhà ở dưới quê á, cái sách về quê hết rồi, không có để chìa khóa ở đây, nhà khóa cửa không có chỗ vô, không có đồ chỗ vô nhà, thôi giờ anh ra quán karaoke của bạn anh á, anh ngủ trên sofa đỡ. Cái bà này bả nói thôi ra ngoài đó ngủ tội kỳ lắm anh ơi, anh qua phòng em đi, anh qua phòng em đi. Thì lúc đó mình vô rồi đúng cái bản rồi, kế hoạch rồi, mở cờ rồi là mình chạy qua liền, nói ok anh chạy qua liền. Nói chạy qua tới nơi xong rồi thì cho vô ngủ chung. Đêm đó sẽ ra một cái chuyện này, nó cũng kỳ là nó nói là bà này tính rất kỹ, làm cái gì cũng phải có bảo hộ hết. Nhưng lúc đó là khoảng nửa đêm rồi, đâu còn chỗ nào bán nữa đâu. Thôi lấy bọc ni lông đại đi. Nói giỡn thôi. Nhưng mà sau này mới biết, tại vì sau này cưới rồi cũng kể cho bả nghe là bữa đó anh dụ em đó. Trời, anh tưởng em không biết hả? Em biết, nhưng mà em cho anh về phòng em đó, dụ anh qua đó. Bây giờ anh biết ai là thóc ai là gà chưa? Chết mày chưa? Quá dữ luôn. Mà có đúng vậy không, hay là em cố tình em nói vậy để em làm phần chơi? Dạ biết mà, giả bộ nói vậy chứ biết. Biết là ổng nói xạo luôn. Nhưng mà cứ nghĩ mình là con gà thôi, cứ để cho người ta nghĩ người ta con gà đi, mình là hạt thóc. Sống bao nhiêu tuổi rồi, quen biết bao nhiêu đứa rồi sao không biết. Nói xạo là em biết liền đó anh. Tức là em yêu bạn này á là vì điều gì? Có thể tin tưởng được, tại vì ổng cái gì ổng cũng đưa cho em hết á, tiền không bao giờ giữ. Chỉ có vợ đi chung lúc nào là đi cũng phải có vợ. Chỗ đông người là ổng luôn luôn nắm tay em hết á. Những việc nhỏ nhặt hết chứ em biết hết, em nhớ hết. Dạ. Ổng luôn nắm tay mình đi chung chứ không phải đó giờ cho tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Có đứa hai đứa con rồi vẫn như vậy. Vậy thì trước khi cưới thì hai đứa có chuyện gì xảy ra không? Có một lần là con ghen với lại nhỏ mà nó lấy mấy chục triệu á. Quen con nhỏ đó được quá trời tiền luôn. Tới lúc quen mình à, không có được cái gì hết. Hết rồi, nó lấy hết rồi còn gì nữa không? Mình nghe xong cái mình tức, cái lúc đó đuổi ổng đi về luôn. Em thì quen là em không hỏi quá khứ. Còn bà này là anh ơi, hồi xưa anh quen người ta làm sao vậy? Rồi kể ra hết. Mình không có muốn giấu, mình kể từ đầu tới cuối, kể chi tiết. Xong quay qua ghen. Rồi ghen rồi làm cho không ngủ được luôn. Có lúc đó là 12 giờ chín mấy mà hỏi kể xong rồi tới 11 giờ bắt đầu ghen lồng lộn cho tới 3 giờ sáng. Không được nữa đúng không? Nếu mà cảm thấy không hợp nữa, nếu tự nhiên đây đâu phải anh đâu có tự khui vậy đâu. Em kêu anh kể mà. Để em tưởng tượng cái gì trong đầu mà sao em ghen điên loạn vậy? Thì ta quen được cái ta được đi du lịch, một đứa được đi du lịch còn được sổ tiết kiệm, còn đứa thì nó lôi hết tiền đi luôn. Còn mình quen không được cái gì hết, con số không tròn trịa. Dạ đúng rồi, 25 ngàn. Dạ thôi mình tới luôn cái vụ mà cái chuyện mà sau khi cưới đi. Đó, cái này hấp dẫn nè. Mấy đứa là lấy nhau mấy năm rồi? 5 năm rưỡi. Bây giờ còn là... bây giờ tới khui tật xấu đi. Ổng có cái tật xấu gì đó? Ổng hay lớn tiếng với lại làm biến nè, kêu gì làm anh ơi làm này em một xíu đi, cứ đợi một xíu hoài à. Là làm biến đó phải không? Dạ rồi làm biến. Hay là ví dụ làm chuyện đó ổng giận con ổng cọc là ổng la làng lên, la làng chói lói lên á. Dạ, có rồi. Đập đồ đập đạc gì không? Dạ không có đập. Đó đập tự đập vô đầu. Tại vì nói bảo tức quá tự lấy đồ đập đầu luôn. Đợt có đợt lấy nón bảo hiểm đập bể nón bảo hiểm ở đầu còn nguyên. Trời ơi. Rồi giờ mong muốn ổng thay đổi điều gì? Dạ em chỉ cần mong muốn ổng xiên hơn một xíu thôi, bớt la lại là được. Rồi giờ tới em, nếu mà không có kinh doanh bán chó, không có kinh doanh online luôn thì nên đi làm tiểu thuyết gia. Là có một đợt là cãi lộn với mình, bà tức quá, bà lấy cái cây chổi bà định phang em. Thì em lấy cái tay em đỡ lại, thì vô tình cái tay em cứng hơn cây chổi gãy. Thì cái cây chổi xước vô tay bà vậy nè, cái chảy máu. Rồi bà khóc xưng bầm ha, xưng múp hoang mắt lên. Cái bà gọi cho nhỏ bạn, bà biêu con nè, mày thấy không, nó quýnh tao chảy máu nè, nó quýnh tao nâu con mắt luôn. Xong rồi nhỏ bạn nói trời không được, chồng mà quýnh vợ vậy là không được, lý dị liền. Ờ, nhưng mà cái thật xấu em kể là thiêu dệt. Thế là vợ tạo con drama tính đúng rồi. Thiêu dệt đó, thiêu dệt. Ừ. Nếu mà ai có muốn tuyển biên tập mà web drama thì đây. Mong muốn vợ thay đổi điều gì? Muốn là có cái gì á thì câu chuyện, tại vì cái ngôn từ của bà không có phong phú được giống như em, tại em làm hướng dẫn viên mà, nên là ra nhiều khi cái bà kể câu chuyện bà cũng cố tình thiêu dệt đâu, nhưng mà cái ngôn từ bà ít quá, bà nói xong người ta hiểu lầm. Sau này có gì
gọi điện thoại nói đi, đừng nhắn tin, nhắn mà không có dấu chấm dấu phẩy là người ta hiểu lầm liền. Bớt đừng chù ủ với em nữa, tại vì hồi xưa lúc mà mới quen á, lúc nào mặt cũng hớn hở tươi cười, tấm hình nào cũng tươi cười, dạo này hết cười nhe răng rồi, chỉ có cười mỉm thôi. Kiểu mà em không biết là phải là ở bên em áp lực quá làm cho càng ngày cái người ta không còn cười được nữa. Em nói cho anh nghe đi lý do tại sao giờ em bớt cười lại đi. Dạ, tại vì mình có con rồi, hai đứa áp lực công việc, áp lực kinh tế ở nhà, mình làm vợ hay câu có là. Nhưng mà ở bên ảnh thì em có một cái cảm giác như thế nào? Và em cảm nhận như thế nào về cái đời sống vợ chồng của em cho tới thời điểm này? Người con hay khó chịu lắm, với lại hay cọc lắm. Hỏi một tiếng, hỏi thêm một tiếng thứ hai là con chửi đó. Nhiều khi ở bên bả là cảm giác là sao mình, cái gì mình cũng có lỗi hết ta. Không biết mình sai chỗ nào ta để mình chỉnh. Tại vì thực ra bây giờ, từ năm ngoái năm nay thì người ta nói là cả thế giới này đều bị áp lực về kinh tế, đâu phải một mình gia đình mình đâu. Cái tính con là hơi hay bị khó chịu quá. Thì bây giờ nếu như bây giờ tỷ dụ đi, mình bỏ bớt cái khó chịu đó đi, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Đúng không? Không biết mình làm cái gì sai, cũng biết mình làm gì có đúng không? Làm cái gì cũng sai hết. Đó, bởi vậy bây giờ em phải giải tỏa cho chồng em cái điều đó. Dạ. Để mai mốt em về em sẽ cố gắng bớt cái tính em khó chịu lại với anh, cười nhiều hơn. Để cho anh có động lực để kiếm tiền nuôi mẹ con em. Đó, ok lắm nha, rất ok nha. Từ lúc em quen vợ em tới giờ chưa có một lời tỏ tình nào. Em còn nợ vợ em rất nhiều thứ, từ chưa có cho một cái đám cưới thật là gọi là hoành tá tràng, giống như là người ta chỉ là làm đám cưới nhỏ, tại vì lúc đó là mình quen nhau theo cái kinh tế mình chưa có dẫn, nên ra mình chỉ có lời cầu hôn cũng không có, nhẫn cũng không có. Thì em rất mong là trong ngày hôm nay em có thể bù đắp lại một phần nào đó. Với lại vợ em 8 năm rồi chưa có nói với em là nếu em được chọn lựa lại em có đồng ý làm vợ anh không. Trời ơi. Trời ơi. Lấy liền đó. Mẹ ơi. Người ta muốn khóc mà hết khóc được luôn á. Rồi đứng lên ôm hôn cái đi. Ôm hôn vợ. Dạ, đáng lẽ cảnh này người ta khóc mà con khóc không được. Ở bên anh làm sao cho em khóc được. Cười. Mời bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hưng. Em là nhân viên, hiện đang là nhân viên IT. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 30 tuổi ạ. Thế còn em? Dạ, em tên là Thiên Kim, năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Một người làm IT, một người làm xuất nhập khẩu. Chắc chắn luôn là em hư máy vi tính và nhờ anh này đến sửa xong cô em luôn, đúng không? Dạ không. Rồi, hay quá. Trời, công nhận mình đúng. Tại vì... Thôi bây giờ hai bạn hãy nói cho mọi người nghe là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau. Em với lại bạn thân của em thì đi đám cưới thì có up hình lên Facebook, thì ảnh có thấy, thế là kết bạn với em trên Facebook, làm quen rồi nói chuyện này nọ, cứ cẩm. Một hôm mình nói là mình thích đọc sách, thế là liền chạy qua nhà đưa cho cuốn 1001 đêm đọc. Bữa đó trời mưa mà nhà thì trễ rồi đóng cửa nữa, nên là hai đứa chỉ có nói chuyện qua lỗ cửa thôi, thì không có thấy mặt nhau. Có nghĩa là nhét cuốn sách vô lỗ đó thông qua khe cửa. Rồi chị hỏi là lúc mà nói chuyện với nhau ở cái lỗ khóa đó, rồi cái cảm xúc nó làm sao? Ấn tượng ban đầu nó tệ quá. Ảnh mặc áo sơ mi rồi đóng thùng rất là đẹp, mà ở dưới mang cái đôi dép lào mà không thể nào cũ hơn nữa. Rất tệ, kinh khủng khiếp luôn. Ủa, lúc đó là cách đây bao năm rồi? Tại vì mới trời mưa nên em mới mang dép lào, phủ đôi dép lào đi cho khỏi ướt chân. Khỏi là tạo hình ảnh quá xấu đúng nhưng không? Gặp lần đầu mà cái hình ảnh nó lại như vậy đó. Thấy thôi không muốn nói chuyện nữa. Rồi sau khi nhận cuốn sách 1001 chuyện thì các bạn đã gặp nhau như thế nào? Từ cái lúc đó thì cũng đã không thích rồi, nhưng mà ảnh thì cứ nhắn tin gọi điện hoài, rủ rê này nọ thì thôi cũng đi lần cho biết. Từ đó cũng ế, không ai rủ rê đi đâu hết. Rồi mọi chuyện suôn sẻ cho đến rồi, lúc lấy nhau. Từ lúc nắm tay nhau cho đến lúc đeo nhẫn thì có khi nào mà chia tay không? Dạ nhiều lắm anh. Trời đất ơi. Ví dụ như là em thì rất là lãng mạn, để mà muốn tạo bất ngờ cho người yêu mình, thì bữa đó ảnh đi học, cái là mình cũng mua đồ ăn đem tới cho ảnh. Trời thì mưa mà đi từ chỗ sân bay mà ra đến chỗ trường đại học Cao Thắng á, rất là xa. Mà tới á, thì gọi điện nhắn tin xuống thì ảnh nói không, không xuống, đang bận, em đi về đi. Tức rồi, nói là anh cứ đi xuống đi rồi hả nói chuyện với em. Em có xuống không? Thì em cũng xuống. Xui nữa là hôm đó là em có buổi thuyết trình, nên bây giờ mà em nghe xuống một cái là phải dừng lại, mà mọi người thì đang nghe, nên là em thấy ủa sao tự nhiên giờ này đi đem đồ ăn, thấy vợ em nói vậy thì em xuống. Ảnh nhăn nhó, ảnh nói là thôi em đem về đi, anh không lấy đâu. Thì mình lúc đó là mình tức lắm, mình cảm thấy là tình cảm mình dành cho ảnh không có được đáp lại. Thế là em về, em tức quá, cái là nhắn tin chia tay đi. Khi nhận tin đó là sao? Thì em tức tốc chạy qua bên nhà
nhà bên bên vợ em á. Cái xong rồi em nói là thực sự lúc đó anh rất là bận, anh không xuống được chứ mà anh không muốn. Với lại anh biết là nhiều khi em làm cho anh sự bất ngờ, nhưng mà cái sự bất ngờ này nó không có đúng hợp với hoàn cảnh. Nên là em xuống nước là cho em xin lỗi trước. Là cuối cùng là em cũng tha lỗi. Nói chung ảnh không chịu cho em vô nhà anh ơi, thôi giờ nó đại vậy đi để đi vô ngủ nữa. Thì bây giờ nó đại đó mà bây giờ mới có được. Đúng không? Thế thì bây giờ hai bạn là ở riêng hay là ở chung? Dạ, ở chung với là nhà chồng. Ở chung về cho đến thời điểm này thì mọi thứ ổn hết chứ hả? Cũng có số cái điều mâu thuẫn đương nhiên. Mâu thuẫn với mẹ chồng hay không? Dạ không có, thì do mâu thuẫn hai chồng không. Tại vì thật xấu nó lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều lần vỡ mộng luôn nha. Nhiều lần vỡ mộng hả? Có một lần đã muốn chết rồi lại còn nhiều lần vỡ. Bây giờ cái nhiều lần đó là để sao đi? Bây giờ cho người vợ kể trước đi. Vỡ mộng về ông này gì? Trời ơi, hồi xưa ảnh hả lãng mạn và giống như nhà thơ vậy đó anh. Có tặng em bài thơ nào không? Dạ không phải, giống như thôi, giống như là nhắn tin suốt ngày, gọi điện suốt ngày. Em ơi, em đang làm gì vậy? Em khỏe không? Rồi em ăn cơm chưa? Em ngủ chưa? Rồi tùm lưng lá lả từ hồi về là hầu như là cái điện thoại của em chỉ có 090 nhắn thôi. Còn hồi lại là chồng không bao giờ thấy có tin nhắn nào hết. Ủa bây giờ sinh nhật cũng không nhắn luôn hả? Dạ không, sinh nhật em còn phải nhắc nữa đó. Vậy hả? Rồi còn gì nữa không? Ảnh không có thích làm việc nhà, ảnh không có thích phụ em. Ảnh nói là anh đi làm đi học vậy anh mệt lắm rồi, thôi em làm hết đi. Thì phụ nữ Việt Nam truyền thống là người ta phải làm nữa hết này nọ. Em nói là thôi phải chia 50-50 chứ em cũng đi làm, anh cũng đi làm mà. Sao tự nhiên giờ anh bắt anh làm hết, em phải ô xin anh đâu. Cái ảnh nói ảnh cũng ừ vậy chứ cũng đâu có làm đâu. Cũng có gia trưởng không? Cũng hơi. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt ly dị nữa không? Có. Ai đòi? Dạ em đòi. Đòi mấy lần rồi nói chị nghe coi. Chắc cũng 2 lần rồi chị. Cặp kia cũng vậy, 2 lần. 2 lần. Mà chồng đòi chứ không phải vợ đòi. Này em đòi không à? Bây giờ kể cái lần mà nặng đô nhất á. Hôm đó là mùng 3 Tết và chị họ em ngoài Bắc vào chơi. Mà hôm đó thì tầm 1:30-2 giờ rất nắng. Mà vợ em cứ đòi là đi ra Nguyễn Huệ xem hoa. Mà em thì thực sự ra ngay từ xưa giờ em không thích hoa. Em không thích cái sự sớm nở tối tàn. Cái nên là bởi vì anh không bao giờ tặng em được cái lá luôn. Không được cái lá luôn hả? Thì cái ông này là sàn hoa giả. Giờ sao? Vợ thì cứ đòi đi. Mà em là em muốn ở nhà. Cái rồi vợ em cái tức quá mới cầm quần áo ném xuống đất. Bực quá em cầm cái quần áo em ném vào người vợ em xong. Đồ của em hay của vợ? Của em. Em ném đồ của ảnh xong ảnh lấy đồ. Anh lấy đồ của em anh ném lại. Rồi ném lại. Sau đó thì mấy vợ em mới cầm ly nước ném vào người em. Vợ em cầm ném lại không? Không, em tức quá em đánh một cái. Xong rồi hai vợ chồng cãi nhau. Cái rồi mẹ em phải vào can thiệp. Bảo giờ hai đứa suy nghĩ thế nào mà hành xử thế này. Nhà có khách thì làm như vậy coi được không? Nhưng mà em tức quá em đánh vào đâu? Dạ vào vai. Em có đánh lại không? Hay là... Tại vì hồi lúc mà trước cưới là hai đứa đã quy định 3 điều cấm kỵ là không có được đụng vô, là trong đó là đụng tay đụng chân là điều số 1 luôn. Là nếu mà anh mà đụng vô một cái là thôi em với anh là anh đầu xong em cuối xong luôn đó. Rồi cái em mới nói là bây giờ anh đã vi phạm vô cái luật đó rồi thì em cảm thấy là như vậy là không chấp nhận được. Nhưng mà lúc đó em có đánh lại anh không? Có chị, tức có chị. Đúng tay rồi, vậy là quê mà. Một phát vô mặt luôn. Tay vô mặt luôn hả? Thôi một cái bật tay. Ở lúc đó là tại vì ai nói chung là quê nhưng mà hả? Không có quê nữa, đánh vô mặt là quê quê. Rồi sau đó thì sao? Em cũng rất là bực nên là em suy nghĩ là thôi chắc có lẽ là ta chia tay nhau từ đây. Cái rồi. Ta chia tay nhau từ đây dứt khoát. Cái xong rồi lúc đó thì mẹ em mới gọi em qua nói chuyện. Đó, bây giờ con xem xét con cân nhắc giờ hạnh phúc của con cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì thôi chia tay. Cái lúc đó em lại suy nghĩ lại, em mới xuống nước, xong rồi hai đứa mới ngồi nói chuyện lại với nhau. Cái cơn đó rồi thì bắt đầu mọi người mới cảm thấy là tại sao vì một cái chuyện nó rất là nhỏ xíu như vậy mà tụi mình lại chia tay nhau. Chia tay kiểu đó là quá lãng nhắt luôn. Không, nhưng mà phải nói là em có một người mẹ chồng tuyệt vời đó. Tôi sẵn đà này á, em kể luôn cái sự vỡ mộng của em về cổ đi. Cái điều mà em cảm thấy vỡ mộng nhất là vợ em không thích rửa bát. Là ở nhà là em rửa không? Ở nhà hầu như là em rửa không. Tại vì vợ em cứ quan điểm là sòng phẳng 50-50. Vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát. Nhiều hôm đi làm về em làm về chứ em rất mệt. Mà vợ em nấu thì đồ đạc coi như là như bãi chiến trường. Coi như ăn xong là em ôm bãi chiến trường, hôm đó là em đuối quá. Tức là cãi nhau. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã thống nhất với nhau chưa? Dạ thì vẫn thống nhất là em nấu và ảnh rửa, còn không rửa nữa thôi khỏi ăn. Bây giờ là vẫn là 50-50. Okay. Lúc mà tụi em cãi nhau về vấn đề đó thì là mẹ em có ý kiến gì không? Thì mẹ em nói là nên là để cho vợ cũng rửa bát một chút để cho quen, với lại sau này nhà có tiệc tùng có khách có khứa đến thì cũng không có ngại.
Lý do gì mà em không thích rửa chén? Em rửa thì cũng được đi, nhưng mà em muốn là chồng em cũng phải tham gia vào cái việc nhà. Tại vì thật ra hai đứa cũng đi làm tới 7-8 giờ tối mới về, thì chỉ biết là ai thì cũng mệt rồi. Mình nấu thì mình cũng mệt, thì mình muốn chồng rửa để phụ với mình thôi, chứ không phải là em không rửa được. Còn đây là tiệc này nọ ở gia đình thì mẹ chồng nấu chính, còn tụi em rửa. Ví dụ như bây giờ mà đổi cái công việc chọn giữa rửa chén với giặt đồ thì em sẽ chọn cái gì? Chọn giặt đồ. Giặt đồ, giặt đồ có máy vậy. Thôi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em nấu ăn ngon hơn, chịu rửa bát hơn, với lại hòa hợp với gia đình bên chồng hơn. Có căng thẳng lắm không? Tại vì em là em không thích rửa chén á, nên là em ít đi qua tiệc tùng ở bên gia đình chồng lắm. Nên là khiến cho chồng em cũng buồn đó, là tại sao em cứ để anh đi một mình vậy hoài. Em không có muốn hòa hợp với gia đình anh hay sao? Lý do đơn giản là không muốn rửa chén. Dạ đúng rồi. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Phải biết quan tâm tới vợ một tí. Đi làm về là chỉ có cá và cá thôi. Là ảnh ngắm từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ đêm cũng được nữa đó. Ồ, ảnh mê cá. Mê cá lắm. Mê cá lắm hả? Dạ. Còn gì nữa không? Chúng ảnh hay càm ràm đó. Cứ mỗi lần em nấu ăn dở, ảnh em nấu dở của anh ăn, biết anh tục ký này, này nọ. Mỗi lần không chê vậy có giận không? Giận với anh. Cũng tự ái. Kêu là trời, cũng cố gắng nấu lắm rồi mà tại nó dở thôi chứ đâu phải cố ý đâu. Ồ, vậy à. Cái mong muốn của họ cũng không lớn hơn. Thực ra là như vậy nè, cái việc mà làm dâu á, nhất là cô dâu mà Nam Bộ, mà lại là làm dâu của một bà mẹ mà người Bắc á, để mà hòa hợp được cái chuyện đó cho tới giờ phút này, em cũng có cái phần hay mà mẹ em á là cái người mà hay nhất á, mẹ chồng em á. Tại vì á, thường là những người mẹ mà miền Bắc á là rất là khắt khe với lại con dâu. Cái thứ hai là xót con bên con dữ lắm. Chị nghĩ rằng đối với một cô dâu như em á, là em đang rất là may mắn khi mà em sống với một bà mẹ chồng mà theo cảm nhận của chị qua cái lời kể của em, lời kể của chồng em và cách xử sự của mẹ chồng trong cái thời gian tụi em lấy nhau á, thì bà mẹ là một bà mẹ thương con thực sự, mà thương dâu cũng giống như thương con. Và rất là hiểu biết và không có bị phong kiến lắm. Thì đó là một điều may mắn cho em. Chứ còn hả, nếu như một làm dâu một nhà khác ha, mà những cái tiệc tùng của gia đình bên chồng á mà em không dự là đã có vấn đề rồi. Thì em chọn ví dụ em không đi hết thì em cũng phải đi ít nhất là 1-2 cái đám tiệc hoặc là đám giỗ đám quải đó. Ít ra thì mẹ chồng em cũng rất muốn khoe con dâu mình, vì em là một cô bé rất là xinh. Khi mà em nói chuyện á, cái miệng của em rất là cuốn hút, các chị nói nghiêm túc luôn. Cho nên khi mà bắt đầu em mà sởi lởi với bên chồng ha, em với chị em nhà chồng với bà con nhà mình, mẹ của em với chồng của em sẽ rất là hãnh diện. Thì chị nghĩ rằng cái đó chỉ có lợi cho cuộc sống vợ chồng em thôi. Dạ. Đó. Còn bây giờ trong nhà, nếu mà vợ em nó nhiều khi nó bị cái bệnh là sợ rửa chén, em có những người bị cái bệnh đó đó, thì nếu như vợ em mà bị cái bệnh đó thì thôi em cũng chia sẻ vợ em chút, là thôi kệ, em cứ nhận cái phần rửa chén đi, còn cái phần giặt đồ tôi để nó giặt, đúng không? Còn nếu hôm nào chồng mình đuối quá, đuối thực sự, thôi rửa giùm cho ảnh. Thôi cái vui vẻ cái có bầu. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc nha. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ sao, có cơ hội hợp gì không? Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi em ngồi, em đi thôi. Em cứ ngồi, cứ thoải mái. Rồi sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung, quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu à? Đi xíu hả? Dạ. Là mời em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Rồi trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây đánh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cô luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đồ. Có gì em. Là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn ra là Mai. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà mới kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi mình cố gắng chị anh ơi, theo chị đi ra rồi đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, không được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Đúng không? Chứ sao được, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta?
Dạ. Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình rồi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em đã đoạn, không, em thấy sao? Đã gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái bờ mông với tấm lưng là đó, tại vì liếc liếc mà đâu đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay qua đây, quay lại. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? À. Còn em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương. Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đêm sau. Ra tiếp nữa. Dạ. Là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đi ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không, là sẵn vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. À cái gì? Là uống cà phê. Uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Tối qua ở nhà là rủ uống cà phê rồi đi. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày đi... hôm sau là đã đi cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Ủa, lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi, đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Rồi tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của ảnh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao với mồm cười. Với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có dê. Không giống ông trước. Ờ không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đuổi ra đuổi. Khi về là đuổi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu. Sao cái bữa đó luôn. Là ra đuổi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mà ngày sau là đi chơi quen rồi là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuổi á. Đợi phía sau cái gì đúng không? Lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Để luôn cứ đi lái là cầm tay rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ, tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay hơn. Gặp trực tiếp hay hơn. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh. Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chập mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà. Giờ cho xong rồi tối gì đó là được.
là ngày nào mình có Zalo, mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không, không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. À, viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Nhăn nhìn. Ủa nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không chậm chứ là mình là vợ lên. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. À. Nói bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta gặp không ai cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi cái đó. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? À. Cái giá cái điện. Đúng không? Đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn à. Ồ vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Dạ, là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Ngủ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Để, hiểu không? Gọi này nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thôi vậy mà cái bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, quen chậu vợ quen giọng hơi, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Về phải điện à, chứ điện không được. Chồng giờ lúc còn quen là ngày nào cũng qua cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á giỏi hơn. Hơn. Ừ. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em đó 8 tuổi. Ừ mà em nổi điên lên là dạ. Chủ giận luôn. Tao không cần luôn. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, dạ. Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ôi, mà khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa đêm này gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Thì hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Ờ cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên uống hơi quá chén. À uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết. Anh là đầu tiên biết mà em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không có vui quá nghĩ giống vậy quá mà. Rồi bây giờ là cái như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính á. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Cái gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. Mình ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính rồi. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Em ra em cắt. Này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Đáng trí. Hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ. Kể nữa hay chứ.
có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bắt thỏa là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ, cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá là không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Em uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Dạ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho, để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét lên gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Đang nói mẹ em chen vậy, em chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, bỏ đi bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại bỏ em đi chơi. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tăng này. Tăng này. Dạ, có vậy quýnh lại không? Không. Sao quýnh được? Giờ sao quýnh đâu quýnh được đúng không? Vợ quýnh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à, thằng nào ờ thằng nào vậy đó mà hỏi ủa ghen hả anh cứ chở qua chuyện. Dạ rồi còn thật xấu gì nữa không nè? Thật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải thật xấu tốt, đâu đường tốt mà tiêu hóa tốt một ngày chị cứ tự tưởng đang ăn cơm thế này ăn cơm ngon miệng vậy chóng mong lên chà liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái, em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông xả bớt nói chen ngang, bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình nữa. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lên vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi, bên kia là đứa nhỏ, rồi bên này là ông chồng hai tay. Dạ, cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt lo việc nhà. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game cái không tốt.
Nhiều khi mấy ông anh nhà nói cho em đó. Đúng rồi đó em. Dạ. Mắt em có bị cận không? Tại mắt dạ. Bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi á, tức là à mắt hột á phải không? Dạ. Bị mắt hột á đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ á, hai chồng á, chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. À, gần 3 tháng. Dạ. Dạ. Ba tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không em? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á, bắt chồng ngồi, bắt đầu á, luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. mình đỡ cực hiểu dạ. cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này thế này kia kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng hiểu không dạ. rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á, rất dạ. nguy hiểm nghe, cái tia phóng xạ đó nó không có tốt, không phải luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn được không? Dạ được ạ. Rồi nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con vuông. Dạ vâng ạ.